quý vị, giá vàng thế giới tăng mạnh kéo theo giá vàng trong nước hôm nay 9 tháng 3 cũng vượt mốc 48 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 47,35 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 48,2 triệu đồng một lượng, tăng 750.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 1,1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó. Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 47,3 đến 48,1 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này tăng 700.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 900.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Dự đoán về giá vàng tuần tới, các chuyên gia đa số đều nhận định giá vàng sẽ tăng mạnh.